Hoàng Gia Gia ơi, sau này Hùng Anh lớn lên cũng muốn giống Hoàng Gia Gia, đi đi hành khắp nơi. Cháu trai ngoan, ông nhớ con lắm. Sao con lại bỏ ông mà đi sớm thế này? Xin không đến Đại Minh đã một năm rồi. Từ ngày nhận được cậu em trai ngoan ngoãn này, cuộc sống ngày càng có hy vọng. Vừa làm lính, lại còn cứ đổ được hoa khôi trong làng. Lão tặc kia, tìm người để ngoan ngoãn hợp tác. Tên nhóc, người biết ta là ai không? Người dám bắt ta, người có mấy cái mạng? Nhìn cho kỹ đây, lão tặc, kẻ trên kia có phải là ngươi không? Tên khốn kiếp nào vậy thế này? Dám cả gan đem hình của ta dán khắp nơi, làm thành cáo thị treo thưởng. Thật to gan. Đừng để ta tóm được, nếu không cả chín họ nhà ngươi đều phải trầu trời. Ngươi hồn nào quá. Hai nhân dẫn Chu Nguyên Chương nhanh chóng trở về làng Tô gia. Cậu em trai nhặt được đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Ông già, ông đi nhanh lên chút được không? Em trai tôi còn đang đợi tôi về mừng sinh nhật đấy. Anh về rồi. Lúc Chu Nguyên Chương nhìn thấy Hạ Anh chạy tới, ông vô cùng kích động, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cháu trai ngoan của ta, chẳng lẽ cháu trai ta chưa chết? Không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện người giống người như đúc, nhưng mà giọng nói cũng giống hệt. Hôm nay năm ngoái, chính là ngày ta nhặt được em ở Trung Sơn. Nhóc con, dưới trời mưa to như thế mà vẫn sống sót thần kỳ. Hôm nay nhất định phải ăn mừng thật linh đình. Hôm nay năm ngoái, nhặt được ở Trung Sơn dưới trời mưa to. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Chu Hùng Anh. Thật sự là cháu trai ta. Anh Hà Nhân, đây là ai vậy? Anh, nhà mình sắp giàu to rồi. Anh Hà Nhân, anh giỏi quá. Đi, về nhà thôi. Đây chính là nối tiền biết đi đấy. Hai anh em đều vô cùng phấn khích. Ánh mắt nhìn Chu Nguyên Chương không còn là nhìn một con người nữa, mà là nhìn thấy cả đống bạc trắng. Truyền lệnh cho toàn bộ cẩm y vệ đi tìm cho ta. Hãy có tin tức gì về bệ hạ, lập tức vào báo ngay. Nếu không có tin tức, thì cạo đầu rồi hãy vào gặp ta. Bẩm đại nhân, chúng tôi tìm thấy thứ này ở huyện Thượng Nguyên. Đi, đến huyện Thượng Nguyên. Anh, sao ban ngày ban mặt mà cũng phải tắm vậy? Hôm nay là sinh nhật em, phải tắm rửa sạch sẽ để chào đón cuộc sống mới. Đây là phong tục ở quê anh. Quê anh à? Lúc Chu Nguyên Chương nhìn thấy vết bớt sau lưng qua khe cửa, ông gần như chắc chắn người này chính là Chu Hùng Anh. Giọt nước mắt tuôn rơi. Cháu trai ngoan của ta, thật sự là con vẫn còn sống. Anh, sao ngày sinh thần lại phải tắm gội vậy? Thân thể tóc tai đều là do cha mẹ ban cho. Chúng ta đến thế gian này trong sạch, ngày sinh thần cũng phải sạch sẽ, để báo đáp ơn đức cha mẹ. Nhưng mà anh, chúng ta đều không có cha mẹ mà. Cháu trai ngoan của ta, con đã phải chịu khổ bên ngoài rồi. Người này thật hiếu thảo, có vẻ không phải người xấu. Em nhớ kỹ này, sống trên đời không được quên ơn cha mẹ. Dù em có thất lạc, anh nhất định sẽ tìm được cha mẹ ruột cho em. Có anh, em không phải lo. Anh em mình mãi mãi không xa rời. Tình nghĩa anh em sâu đậm thế này, chứng tỏ người thanh niên kia không bạc đãi cháu ta. Ta là người sống biết ơn. Ngươi đối xử tốt với cháu ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Phong quan tước, ban thưởng hậu hĩnh, cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Anh có ước nguyện gì không? Anh muốn trở thành người văn võ song toàn, đứng đầu bách quan, nắm giữ thiên hạ, để bách tính không còn ai phải chịu cảnh lầm than, để triều đình không còn kẻ xu nịnh, chỉ có hoa nhài thơm ngát, một lá cờ Đại Minh tung bay trên mọi ngọn núi, dòng sông. Trung Nguyên Chương đã qua cái tuổi nghe những lời sáo rỗng, nhưng hôm nay khi Hà Nhân nói ra những lời này, ông như nhìn thấy người thanh niên này tỏa ra ánh hào quang. Ông thậm chí còn có cảm giác, ông tin rằng thanh niên này có thể thực hiện được những gì mình nói. Nhân tài, chàng trai này nhất định là nhân tài. Anh nói hay quá. Hạ Anh, còn em có ước nguyện gì? Ước nguyện của em là giúp anh thực hiện ước nguyện. Hôm nay tiên sinh dạy chúng ta rằng cai trị thiên hạ phải lấy nhân trị làm đầu. Em thấy không đúng. Sao em lại thấy không đúng? Anh đã nói Đại Minh ta đang thi hành chính sách ngoài nho, chống pháp. Vậy thì phải lấy pháp trị quốc mới đúng chứ? Lời tiên sinh nói có chỗ sai rồi. Lời em nói đúng, lời tiên sinh cũng đúng, nhưng cũng đều không đúng. Hiện nay hoàng quyền tập trung, trị quốc dựa cả vào một tay hoàng đế, nên phải từ nhân trị đơn giản chuyển sang pháp trị, rồi mới đến thuật trị quốc của bậc đế vương. Mà thuật trị quốc của bậc đế vương không gì khác ngoài ba điểm. Thứ nhất là cân bằng an nguy. Trung Nguyên Chương kinh ngạc nghe hai anh em trò chuyện. Đây mà là chuyện hai đứa trẻ nhà quê bàn luận sao? Ở cái tuổi này, chúng nó không phải nên bàn xem nặn đất sét thế nào cho đẹp hay sao? Trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác vô cùng yêu mến Hà Nhân. Hà Nhân này rất hợp với cháu trai ta. Hơn nữa, lại còn có tướng mạo hơn người. Đây chẳng phải là cánh tay phải đắc lực của cháu trai ta sau này sao? Tốt, rất tốt. Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên, Cát Sơn Lâm, bài kiến chỉ huy sứ đại nhân. Bản cáo thị treo thưởng này là ngươi dán à? Dạ bẩm đại nhân, gần đây trong huyện xuất hiện đạo tặc hoa ban thư hoành hành, nên hạ quan mới cho dán cáo thị treo thưởng. Bức họa là ai vẽ? Là do gia nhân trong nhà Lý Nhị Bảo cung cấp. Mau chuyển Lý Nhị Bảo cùng gia nhân đến đây. Còn nữa, nếu có nha dịch nào bắt được kẻ trong tranh, ngoại trừ kẻ trong tranh, những kẻ còn lại giết không tha. Vâng, các chi huyện đầy mặt nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Mộc Đăng cũng không dám hỏi nhiều. Lý Sơn Sương, lệnh truy nã, chân dung hoàng đế Đại Minh.
chuyện này không đơn giản. Sáng sớm hôm sau, hai nhân liền kéo Chu Nguyên Chương đến nha môn. Ông già, 100 lượng bạc đấy. Chúng ta có phát tài hay không là nhờ vào ông đấy. Sư gia, chào buổi sáng. Hai nhân, cả năm nay ngươi làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ tan ca sớm. Sao hôm qua lại về sớm vậy? Hôm qua là sinh nhật em trai tôi, tôi về nhà làm chút đồ ăn ngon cho nó. Cũng may là hôm qua tôi về sớm, nên mới bắt gặp được tên trộm hoa ban thử. Ra là vậy, thì ra là thế. Sư gia, ông sao vậy? Hình như ông không hề ngạc nhiên khi tôi bắt được hoa ban thử. Đúng đúng đúng, ngươi bắt được hoa ban thử rồi à? Tốt quá, ngươi lại là công lớn rồi. Hai nhân luôn cảm thấy sư gia hôm nay có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ tình cờ bắt được tên hoa ban thử mà chúng ta truy nã bấy lâu nay. Hà nhân, ngươi quả là nha dịch giỏi nhất nha môn chúng ta. Tốt, tốt lắm, ngươi đến kho bạc lĩnh thưởng đi. Vậy thôi à, đây là tội phạm bị treo thưởng truy nã đấy. Sao qua loa thế, không thẩm vấn thì thôi, đến cả thân phận cũng không xác minh nữa. Hà nhân nghi hoặc lui xuống, đi thẳng đến kho bạc ở hậu viện. Hà nhân vừa đi khỏi, một đám cẩm y vệ ùa vào. Bệ hạ, tội thần đáng chết, tội thần bảo vệ bất lực, xin bệ hạ trách phạt, xin bệ hạ trách phạt. Đều đứng dậy hết đi. Thấy Trung Nguyên Chương hình như không tức giận lắm, Mục Đăng cùng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết vì sao Trung Nguyên Chương không nổi giận, nhưng may mắn là bọn họ đã giữ được mạng. Chuyện bức họa của ta, các người điều tra rõ chưa? Bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ, là từ trong nhà Lý Nhị Bảo, cháu của Lý thừa tướng truyền ra. Kể hết những gì các người điều tra được cho ta nghe. Bẩm bệ hạ, căn cứ theo những manh mối hiện có, vụ mưu phản của Bạch Liên Giáo và Hồ Di Dung có liên quan mật thiết với nhau, mà Lý thừa tướng có thể bị lôi kéo vào. Lý thừa tướng là con hổ già, không ngu ngốc đến mức hợp tác với Bạch Liên Giáo, chắc chắn là có kẻ giăng bẫy. Mục Đăng cũng nghĩ vậy. Đây là kế ly gián, nhưng không quá mấy ngày nữa, trên long án của người sẽ chất đầy tấu chương đàn học Lý thừa tướng. Vậy thì xem Lý thừa tướng xử lý thế nào. Chuyện bệ hạ bị bắt tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nên Mục Đăng đã cho người giết chết tên nhà dịch áp giải người rồi. Cái gì? Ngươi phải bao nhiêu người? Bẩm bệ hạ, tên tiểu tử đó là nha dịch của nha môn, hình như còn có chút võ công, nên thần đã phái 7 tên cao thủ từng chém giết trên chiến trường. Ai cho phép các ngươi làm vậy? Tội thần đáng chết! Bệ hạ, sao thế? Sao người lại quan tâm đến tên nha dịch dám bất kính với mình như vậy? Xong rồi, phái đội quân tinh nhẹ như vậy, chắc chắn là tiểu tử đó toi mạng rồi. Ta cũng toi mạng luôn rồi, con quỷ đó làm gì? Mau đi xem còn cứu được không? Nếu có chuyện gì xảy ra, ta biết ăn nói thế nào với cháu trai đây. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.